Kỳ xu khi ông trần ọt in kỳ tên dây phía xa khmer. Dây phía xa khmer rất đơn thang tiệt. Ọt in tê bị bố thả bốc mặt ai là bọc khi ông. Cứ nụ chụp xa rên hay khi ông cỡ chen dây phía xa khmer rất đơn đội chi xâm lên khmer xa rên. Chẳng hỏi cỡ xâm lập khi ông miên mô tà nạ thiệt. Mà thả phía xa khmer là biệt ná. Vì cỡ cỡ phía xa là bọc. Bụng mặt đáy là bọc khi ông chẳng hỏi khi ông ắt in cho bản tế miền mô tà nạp thiệp hỏi khi ông cậu chồng ôi nè tổng ọc khá nè để ớt gọt côn khá mẹ đôi khá nè hơi in cho mối gàn dây phía xa khá mẹ vì ớt miền chùm nội ơi đầy dương trâu in kỳ tế ná miền ta chùm nội đầy dương trâu miền mô tà nạp thiệp cho mối vỉa cho mối gàn dây phía xa bầu ràn là bọc dương chẳng nào hơi chỉ tì xếp với cỡ chi phía xa là bọc bụng mặt đáy là bọc dương phỏng chẳng hỏi cứ khi ông cậu chỉ côn cắt khmer hay khi ông cỡ dây phía xa khmer đôi chỉ khmer sẽ lên bị bỏ thả khi ông cứ thông dọc cái nó nụ chụp sở ấy nụ chụp khét sở lên chẳng nà chẳng hay cứ chỉ mua là hết để khi ông dây phía xa khmer đã đơn hay xu thắc khi ông in ớt ớt in tê nè và tê miền mô tà nạp thiệp chụp bùa cho mỗi ca chè dây phía xa khmer sở lên phong hay mỗi tiết cứ bà sân bà dương ảnh lây vào tầng nơ chỉ viết đời cá bị giảm thu ôi nè để tới chủ trận dương hơi dương ọt bàn cờ khuôn là bọt dương én cờ thu là việc nào dương bàn chụp sắc đại sọ năng nông chỉ việc dương miền ọt chẳng hỏi cơ mình hai dương thu ấy kì mình hai dương dây phía xa ấy kì cả ọt ấy tì ôi tại dương cờ mình đại miền chập lõ hơi ọt bàn tụ thu bạc nè để tới khi ông kỳ thả nó cứ việc cờ chỉ chậm nội đề việc chia lõ hơi trà cơ khi ông kỳ thả dây phía xa khả mê xa rên rừng dây phía xa khả mê ọt chạp bán dây phía xa khả mê rạch đơn vì ọt mên chẩm nốt đào trao yên tê bần tê bà xanh bà dương tu thu bạp nhẹ rẻ tây tu chân nhẹ rẻ tây xa yên chết khi ông cứ thả nụ cơ chứ chẩm nốt đào dương trao yên trang chiêng mù yên thả dương dây phía xa ấy kì